Hey nhô nhô, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mèo Xúc Xích. Thì rất nhiều anh em hỏi mình là anh ơi vào clan kiểu gì, hay là những anh em nào mà đang muốn tìm một cái cộng đồng để mà chơi game ấy, thì ở đây là cái cộng đồng của mình tạo ra nha mọi người nha. Thì mọi người có thể vào cái cộng đồng group này bằng cái đường link ở mình để dưới phần mô tả nha mọi người nha. Đó, hôm nay gọi là khoe cái group cho anh em, để anh em nào mà muốn vào ấy thì mọi người có thể ấn vào cái link mình để ở dưới phần mô tả nha mọi người nha. Và chúng ta cùng bắt đầu với clip ngày hôm nay nha mọi người nha. Hey nhô nhô, xin chào cả mọi người nha. Đó, và vừa nãy thì mình đã giới thiệu cho mọi người là cái đường link group của mình rồi. Là anh em nào mà muốn tham gia thì có thể là vào cái đường link đấy để giao lưu cùng với mọi người. Cũng như là những cái đơn mà xin vào clan ấy, thì mỗi khi mà tuyển tuyển thành viên clan ấy thì mình sẽ đăng ở trong cái group đó nha mọi người nha. Rồi, và bây giờ tập trung bắn đã. Vừa nãy như mình thấy ở đây có một tên này. Một tên thì như là cũng cùng chung ý tưởng solo squad với mình mọi người ạ. À, trời ơi, thích solo squad à. Tên đó rất gần đây thôi vì vừa nãy thấy tiếng du bay mà. Đây này, mình thấy nó ở ngay trước mặt mình rồi. Đứng lại một nhịp nha mọi người. Đó, à, trên tầng mọi người ơi. Trên tầng này. Úi dồi, xuống nhanh thế à bạn ơi. Này thì solo squad với chúng tôi này, này còn để cái tên con bot nữa. Trông ghét chưa mọi người ơi. Sợ thật đấy. Còn mặc đồ tù chứ, không biết là mặc đồ tù là tính khè ai đây. Mỗi tội là mình vua lì đòn, có khè ai là chết bao nhiêu mạng thì mình cũng gọi là vẫn vui tươi và yêu đời. Khu này chắc là mình thống lĩnh luôn rồi anh em ơi, vì vừa nãy nhảy xuống đây ấy, thì mình thấy có mỗi một team. Và khu này thì gần như đây là lần đầu tiên mà mình nhảy xuống cái khu mountain này nha mọi người nha. Lần đầu tiên ấy, vì nhà của mình ấy là nó ở Nori mọi người ạ. Nori Mizan Bowker đấy, là mình hay nhảy hai khu đấy. Chứ hôm nay ấy, đổi gió một tí tại lúc đầu ấy thấy cái tia nó nhảy xuống đây nhiều lắm, nhưng mà thế đếch nào tí nữa các bố tẽ hết về bên Nori mọi người ạ. Đúng cái trận mình không nhảy Nori thế anh em lại tập trung ở Nori, chả hiểu kiểu gì luôn, đúng chán luôn đấy. Nori Mizan Bowker thì vừa nãy mình thấy rất là đông ấy, mình nghĩ là các bạn nhảy xuống mountain cơ, nhưng không ngờ các bạn lại nhảy xuống hai khu đó mọi người ạ. Nên thành ra pha này nhảy hơi fail á. Là có con bot này, con đũi bot này mọi người ơi, có con đũi bot này. Úi hồi ôi, con bot này lại thêm một mạng nữa rồi. Úi nhở, úi nhở, nhử nhử ít người, trời ơi nốc luôn này, rồi ngạt luôn. À, và tiện thể thì cái nạp kẹo thì cũng nạp được rồi nha mọi người, nên là anh em nào mà muốn nạp kẹo giá rẻ thì có thể liên hệ với cái fanpage đường link thì mình cũng để luôn cái phần mô tả cho mọi người nha. Đó, mọi người có thể liên hệ vào đấy. Úi ôi, ở đằng trước có tiếng súng này, mình nghe thấy có tiếng súng. Úi trời ơi, khu nhà kìa mọi người ơi. Và trận này thì mình đang cầm AK cho mọi người. Úi nhồi, AK này, úi nhồi, AK bắn nó giật mọi người ơi. Trông thật không? Ở chúng một viên rồi, một viên của AK này cũng khá là thốn đấy mọi người ạ. Cái AK này mình khuyên mọi người là lên dùng với cốp 2 hoặc là cốp 3 để nó tối ưu nhất cho mọi người nha. Chứ mọi người đừng dùng cốp nhỏ hoặc là cốp to hơn, mà bắn nó rất là khó. Cái khẩu AK này bắn khó lắm, và mọi người chỉ bắn ở độ tầm 100m độ về nha, 100 đến 30m nha. Nếu mà gần hơn 30m ấy, thì tốt nhất không nên bắn AK vì mọi người nó hên xui lắm mọi người ạ. Đấy, mình thấy rồi này. Ui ôi, team GG ép này, team này như vừa lấy top máy bay luôn mọi người ạ. Leng gần luôn đấy anh em ơi, team này team leng gần luôn đấy. Và cái nick này của mình mới đang ở cái danh kim cương, sắp sắp lên master thôi nha mọi người, sắp lên master thôi chứ nó cũng không phải là danh huyền thoại đâu nha. Nhưng mà kiểu này nhiều khi ấy bắn nó win nhiều quá thì ghép chung với cả huyền thoại leng gần mọi người ạ. Đó rồi, mình lốc một tên rồi, vừa lấy mải nói quá chả để ý tên này nó là tên nó như thế nào mọi người ạ. Ở đây sau thẳng đá có một tên này. Úi dồi ôi, tên này mũ ba mà bạn tưởng bạn to à. Úi trời ơi, một tên nha. Ôi ra à, đây 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 này. Úi dồi ôi, nào chạy à, chạy này này thì chạy với chúng tôi này, GGF luôn anh em ơi. Thế là team này nó sẽ vẫn còn ở đây à, hai người nha mọi người nhá. Mình sẽ cam tới chết luôn anh em ạ. Thề gặp team đang gần này này, đã gạt được hai đấy thì đứng cam sát luôn anh em ạ. Không nói nhiều, chắc là team đấy nó ở trong Nori thôi, chắc là trong Nori vì hai đồng đội nó khá là gần. Còn nếu mà xa nhất thì nó ở bên kia sông đấy, là theo mình đoán vậy thôi, nhưng mình cũng chả biết nó ở đâu cả. Nhưng mà vừa đấy ở trong Nori cũng có tiếng súng nha mọi người, mình thấy ở bên trong Nori có tiếng súng rồi đấy, nên là mình đứng lên mình cam luôn. Không thấy ai nhỉ, lì thế nhỉ, mình không thò một tí người nào ra luôn rồi đấy. Nên thành ra là mấy bạn này có ra thì ra luôn đi, để mình bế các bạn đi một tệ này. Không thấy đâu mọi người ơi, sợ thật. À, đây 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 đây, phi thuyền đang cứu à. Này, tích 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 tích. Ôi, nó giật mọi người ơi. Ui trong,
trong lori có người kìa, ui ui ui, trong lori có người nhưng mà không phải là GGF mọi người, không phải GGF à. Cái team GGF này vẫn còn người và mình phải cam cái team này, vì một khi mà để team này đi cả bốn người thì đảm bảo là thôi giơ tay chịu chết. Một tên này tên gì đây, tên gì? Ui dồi, không phải GGF, không phải GGF rồi anh em ạ. Mấy cái bạn ấy mà đặt tên clan ấy mà để các bạn mà đi cả bốn người công mình ấy thì nói thật ấy, co mà kỹ năng rời cũng chả bán được mọi người ạ. Vì mấy cái bạn ấy bắn kinh lắm, thì phải dình cái sơ suất của các bạn ấy, đứng thò đầu ra mà bắn từ sang bên kia. Úi trời ơi, lốc luôn anh em ơi, lốc luôn một tên rồi này. Mình gạt cái tên này đã xong rồi mình công lên luôn nha, cái tên kia lốc rồi. Tành cơ mà mọi người, cái tính mình bắn thì mọi người xem clip nhiều mọi người cũng biết rồi đấy, hổ báo cáo chồn lắm mọi người ạ. Đây là một khi mà lốc đó mình phi lên ngay, phi lên ngay. Các bạn nghĩ đẻ trứng à? Không cho các bạn đẻ trứng luôn anh em ạ. Gần kiểu mình phi lên tạo áp lực ấy. Úi dồi, bên kia vẫn đang bắn nhau túi rụi kìa mọi người kìa. À, GGF ở bên kia mọi người ơi, mình thấy rồi nhá, còn một bạn GGF kìa. Ui rồi, ui ở dưới chân mình có người mà trước mặt mình có người, bắn cái tên trước mặt trước rồi lốc một. Ấy chà, cứu xong rồi mọi người, cứu 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 cứu. Ui dồi. Trời ơi, game đã update đâu mà sao cái khẩu này bắn tầm gần như thế mà đạn nó rơi ghê ấy nhỉ? Sợ thật đấy, khẩu P90 rồi. Ui dồi, lại còn có tên bay sang nữa, đừng nhìn thấy mình bạn ơi, để mình bắn cái bạn dưới này trước. Ui, một máu. Ui. Mình chưa hẹo mọi người ơi. Mình chưa hẹo. Mày vãi xoài, cái tên ở bên kia nó nhảy xuống rồi chứ không, quả đấy mình đi luôn đấy anh em ạ, một máu á. Chỉ cần một viên đạn lạc thôi, kể cả đạn súng lục ấy mình cũng gãy luôn đấy, đừng có nói là để bạn ấy sấy. À, tên GGF bay từ bên kia sang rồi này, rồi mình công xuống bên này trước nha, xong mình quay lại tóm cổ team kia sau, tóm cổ cái team kia sau. Chạy này rồi, rồi. Đằng sau mình có con boss này anh em. Ui dồi, ui con boss này trông đúng chưa này. Rồi, thế là team này vẫn còn một người nha, vì cái tên vừa mình bắn ấy là nó mới lốc thôi chứ chưa có đi đâu mọi người ạ. Là tận hưởng đồ đã. Không biết là cái bạn GGF ở bên kia sông đã sang bên này chưa. Ui, ui trên đầu mình lại, ui rồi, ui 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 rồi, ui thầy trò đừng tăng đi thỉnh kinh à, mình cho đi thỉnh kinh luôn, trời ơi clear luôn mọi người ơi. Ở đây mình chả biết là có mấy team nữa nhưng mà sương sương đâu đó là khoảng 3 team đấy, mình vào mình may quá là cắn trộm được mọi người ha. Ôi trời, đúng rồi các bạn, không lên xem chùa like đi nhá. Đấy, mọi người mà đang xem video clip ấy thì cũng cho mình một like nha, để mình có động lực thi thoảng làm clip này, mọi thấy mọi người like được có động lực hẳn luôn, cúng các bạn ấy luôn đấy, trả lễ nha, pha đấy là mình trả lễ nha. Rồi không biết là đây rồi, tên này đi nhặt xác rồi mọi người ơi. À, đi nhặt xác à, chắc chắn tên này là GGF luôn vì chạy theo cái hướng này chỉ có đi nhặt xác thôi. Úi ôi, mũ ba luôn ạ. Mình cũng mũ ba bạn, mình cũng mũ ba bạn ơi. Trời ơi, GGF này, đây là bạn cuối này, tên cuối anh em, cúng bạn liền, bốn người xem nhá. Bye bye team GGF. Mà pha đấy mình bắn có trúng một viên AK rồi đấy mọi người, nhưng mà AK đam nó to. AK mình nhớ không nhầm là đam nó đâu đó nó rơi vào hình như là 43 hay là 44 ấy, mình chả nhớ nữa, nhưng mà nó rơi vào khoảng đấy là trúng một viên ấy, là gần nửa máu anh em ạ, gần nửa máu đấy con boss này. Nì thế nhỉ. Rồi, đi thôi anh em ơi, chắc là chạy sang gian bầu chơi tí nhỉ. À thôi, mình sẽ đi nhặt thính đi. Tính sang gian bầu nhưng mình nhìn thấy cái thính thì lòng tham của mình nó trỗi dậy anh em ạ. Hai cái thính hai bên luôn, thôi ăn cái thính trước mặt trước nha anh em nha. Đi ăn cái thính trước mặt đi luôn. Đang bay lại có tiếng súng. Ừ, hay lắm. Ừ, có bạn bắn mình đi, bắn một viên, hai viên. Úi trời ơi, đây siêu yếu luôn mọi người ơi. Hai viên đâu đó là rơi vào tầm 70 máu thì bắn cái khoảng cách xa như này đam nó sẽ bị giảm đi nha mọi người nha. Ờ, rồi chạy đi đâu của bạn. Mình đã tính là đi ăn thính rồi đấy, tự nhiên lại quay lại khều mình làm cái gì. À, tene lên đầu ạ, à, tene bot lên đầu tene này. Nụ đầu bạn luôn. Ui ôi mình thấy ạ. Ui nào, chạy đi ok. Vãi đạn, là may cho bạn là pha đấy bạn lag nha, chứ pha đấy là mình hứng cái đường rơi của bạn ấy rồi đấy, thế deck là bạn ấy lại bị lag, bạn đứng ở bên trên rồi. Cứ bình tĩnh em ơi, bình tĩnh, mình thay đạn đã rồi. Bạn chạy đi đâu? Ui giời, tên này lại tele rồi ạ, cay nhở. Tele khỏe á bạn? Bạn tele khỏe thế. Úi ôi, đạn nó rơi gì anh em ơi. Úi ôi, rơi hết vào mắt anh em rồi. Rơi hết vào mắt mọi người rồi, anh em thông cảm anh em nhé, kiểu dạo này ấy
là chơi game nó cũng hơi bị ít đi một chút xíu, nên là thành ra là nhiều khi à không kiểm soát được tốc độ ấy, mình đứng mình canh canh cho tên kia nó bay thì mình mới lên, chứ không mà lên phát ăn pháo mà đi luôn đấy. Này mình cho mọi người xem cái kỹ năng gọi là rơi trên không bắn đấy. Nào bạn chạy à? Chạy à? Chạy đây bạn ơi, chạy 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 hộ cái. Trời ơi, ở đâu có cái skin này, ở meo xúc xích chứ còn ở đâu nữa hả mọi người? Trời ơi, bạn ấy nghĩ bạn ấy chạy được mọi người ạ. À, trời ơi, tôi có cánh bạn ạ. À, vừa bay tôi vừa bắn được. Ui, có con bot này. Ui trời, con bot này nhầm đấy cho mình. Cái tên mà vừa mới bị mình hạ gục ấy là tên Trung Quốc luôn anh em ạ. Còn có 24 người ấy thôi, khá là ít người rồi. Rồi mình chạy sang bên này nha, vừa đấy thấy tiếng súng này. Tiếng súng ngay bên trái mình luôn. Bây giờ là mình sẽ chạy lên, lên lụm hòm thính ở trước mặt mình. Ở trước mặt mình có hòm thính ạ. Ui ui, chưa kịp lụm thính là gặp hai tên rồi. Chạy ạ. Tên này khá là yếu rồi, rút AK là chơi luôn. Chơi luôn này, chạy đi. Ui, còn tên nữa đang bay tới này. Lốc 2, lốc 2 anh em ơi. Lốc 2. Đây 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 đây. Đây này, ui tên này không có mũ ạ. Không không có mũ để solo với mình nhá. May là tên này nó không có mũ anh em ạ, chứ bây giờ mà solo mà AK gặp SMG ấy mà tên ấy đủ đồ bằng mình là mình gãy ngay. Vì cái khẩu AK này tốc độ ra đạn nó chậm ấy, mà bạn kia bạn ấy lại không có mũ nữa. Nên thành ra ấy, một viên vào đầu cái đi luôn, mọi người không nói nhiều. Pha đấy thế nào lại một viên vào đầu, ui rồi ôi. Bạn kia bạn ấy ăn nấm với chúng tôi này, trời ơi. Ăn nấm trong mùi gốc cây cứu, người nó thòi ra một cục mọi người ạ. Cúng các bạn liền rồi, xuống tận hưởng đồ các bạn thôi. Không biết các bạn có đồ gì không, tên kia này khá là giàu ấy. À, cái thính nó ở ngay bên đồi phải của mình này, đang tính chạy qua ăn ấy để cân bốn ấy. Thế đấy nào các bạn ấy ăn trước, các bạn ấy ship quà cho mình ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, còn có hai tên nữa thôi anh em ơi. Còn hai tên nữa thôi. Mình sẽ đi tìm hai tên cuối. Còn hai tên cuối nữa thôi là top 1 rồi. Bốn tên mình còn không sợ chứ giờ còn hai tên thì sợ cái gì hả mọi người? Sợ thật. Bọn khá là bé rồi, còn đúng hai tên cuối cùng thôi. Chưa thấy đâu cả. Không biết tên mấy tên này nó có ở cái đằng mấy cái cục đá kia không ta? Ở mấy cục đá này là hơi khó tìm anh em ạ. Không thấy đâu mọi người ơi. Sợ thật. Trốn đâu kỹ vậy ba? Sợ thật. À đây 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 đây. Đây còn tên này. Ui một tên chết bo. Thế là tên này tên cuối luôn này mọi người ơi. Top 1 easy luôn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video clip của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye.